Ờ, có nghĩa là gì? Vậy đúng không? Tao anh giọng kìa, giờ em giọng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay trên đoạn đường đi qua đường tên lửa của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đó, Bùi Hồ gặp anh nhạc sĩ này nè. Ủa, xe bị sao vậy anh? Anh đang chở đi dừng lại nghỉ mát chút, mỏi lưng quá, cái đau của vai. Thì phát hiện ra cái xe này nó cũng chưa đến nỗi mà nó bị bể nè. Ồ, xì bánh luôn rồi. Mà nó bị xì nè, giờ sao cái này cũng nặng lắm nha. Ồ, này nhiêu ký đằng mà anh? Nếu không biết được, chắc luôn cả này chắc mấy chục ký. Hôm nay là đi đàn ở ngoài đường hay sao? Giờ buồn quá, tính kiếm chỗ nào chơi nhạc này, chủ nhật mà. Ôi hả? Chứ bữa giờ ở nhà chống dịch rồi. Ôi, vậy anh cho em theo anh để mà quay một thước phim cho cô bác anh chị xem được không? Thì cũng được, đi kiếm quán coi nó gần gần đây để giờ xử lý cái bánh xe này biết sao nè. Sửa xe luôn. Bây giờ anh lên leo lên coi nó xẹp gì nhiều không? Giờ bắt buộc phải chạy thôi chứ giờ đâu có gỡ này xuống đâu anh được rồi. Anh tên gì? Tôi tên Nguyệt Ca. Nguyệt Ca hả? Dạ. Ô anh Nguyệt Ca. Ồ đã ha. Bây giờ mấy anh em mình đi ha. Dạ rồi. Dạ cô bác quý anh chị, thì bây giờ Bùi Hồ đang ngồi trên chiếc xe của anh Hoa Lệ. Rất là đam mê anh nhạc, thứ nhất là đam mê về cái sáng tác, cho nên là một lần đổ vỡ về gia đình cũng vì cái đam mê âm nhạc. Rồi tới bây giờ sống một mình để làm cái nghề chạy xe ôm Grab, chạy Grab để mà có cái thời gian tự do mà đi lúc mà rảnh thì mình đi sáng tác. Và anh nói là những lúc mà anh không sáng tác thì anh sẽ đi lang thang ngoài đường để tìm những cái chủ đề mới, những cái trong cái cuộc sống đã là chất liệu để mà anh có cảm hứng trong cái việc sáng tác cho mình. Ca này là sống có một mình và thích tự do. Mà anh thích vậy hay là tại anh có gia đình không ta? À, không phải là thích vậy, nhưng mà mỗi cái nghề thì người ta sẽ có một cái. Thôi mình tiếp chắc mình vô quán này đi. Dạ. Quán đầu rồi nè. Anh thấy nào là được hợp đâu? Được biết người ta có cho mình chơi không? Dạ, dạ. Với lại nó gần đây mấy út lá bắt để ý cho mình có chỗ nào sửa xe nha. Dạ. Ồ, chiếc xe đó chở để mà chế được cái chiếc xe đó là cũng nặng lắm anh Hoa. Bởi vì riêng cái dàn nhạc đó là 15 kg, còn cái bộ xuồng để mà cố định cái dàn nhạc đó mình nghĩ rất là nặng. Hôm bữa chỉ riêng cái vali của ảnh là mình cầm đó là thật sự đó mà đi một đoạn đường đó là đuối luôn đó, chứ không phải là rất là nặng 15 kg. Đây cái này nghiêng quá để anh quay xe là sao ta không cho. Thôi nói chung là anh Dũng là nghệ sĩ đường phố ha. Thành phố đây là cái ban nhạc một người, nó đúng ra là cái ban nhạc một người, nó ở đây được rất là lâu ở các nước trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì nó rất là hiếm, mà bây giờ mới là xuất hiện người đầu tiên. Để tìm một cái nơi mà để quay phim thì cũng rất là khó luôn. Chưa quá cái này nó cần âm thanh cho nên là nó rất là chứng cần quá, rất là khó. Cái này có cần điện không anh? Nó không cần điện, cái này nó chế để chơi ra ngoài nhà. Dạ em hiểu. Và bây giờ chơi xong ghé vào đây uống ly cà phê đi, rồi sau đó mấy anh em sẽ kiếm chỗ hồi về thay vỏ xe nữa, thay lốp xe nữa. Thôi ngồi đi tạm thời chịu thôi, biết sao được. Dạ anh em ghé quán uống cà phê một tí xíu. Thì hôm nay vào thời điểm này thì cũng ra đây thì anh Dũng sẽ chuẩn bị cái đồ nghề của mình, và đây là cái công việc hằng ngày của anh Nguyệt Ca. Nguyệt Ca, người ta sẽ biết anh Nguyệt Ca nhiều hơn là anh Dũng. Thường thì mình đi biểu diễn ở đường phố như thế này là vào khoảng thời gian nào hả anh Dũng? Anh Nguyệt Ca chứ. Thường thì mình biểu diễn lúc nào mình không có gì làm, mình chán lên, mình hứng lên, nói chung mình muốn bùng nổ, mình muốn nói chung không biết được, nó tùy hứng chứ không có nhất thiết. Chơi vì đam mê thôi. Đúng rồi. Cái này là cái bình hả anh? Cái này là một cái loa nhỏ nhỏ để đường phố nó, nếu mà cái chỗ nào nó mà tiếng ồn nó hơi lớn thì mình phải khắc chế nó. Dạ. Hy vọng là nó ổn, nó hay bị từ mình xài đồ lô nó hay bị tắc kết lắm. Tất cả mọi thiết bị đều là do anh Dũng, anh Nguyệt Ca tự làm hết ha. Đúng rồi, cái này mình phải tự làm chứ đâu ai làm cho mình. Dạ.
pin, mỗi lần đi mình phải chuẩn bị pin trước, pin đèn, pin này kia chuẩn bị thử hết. Ngoài cái công việc mà đàn ca ở đường phố như thế này thì anh có làm công việc gì thêm không anh Đình Dũng? Em nghe nói là anh có sáng tác nữa hả? Đúng rồi, mình bên sáng tác á. Dạ. À, còn bình thường chạy xe ôm. Ồ. Để nuôi được cái đam mê mà với cái nghề nghiệp ca hát thì anh còn phải làm thêm một cái nghề đó là chạy xe ráp để phụ thêm, để nuôi cái đam mê với cái niềm âm nhạc của mình. Thì đối với một người mà sử dụng vừa trống vừa đàn và vừa ca thì ở nước ngoài á thì gặp cũng khá là nhiều, nhưng mà ở Việt Nam thì chắc anh Dũng là một người đầu tiên mà khởi xướng và theo một cái hình thức đường phố như thế này, phải không anh Dũng? Mình cũng không biết nữa, thì mình không, nhưng hình như là mình có nghe nói có anh Duy Nghiễn, anh cũng chơi cái này đó, có dạ. Anh nhạc sĩ Duy Nghiễn đó. Thì theo mình có thấy một lần anh chơi dạ. mà anh lại bù lại anh chơi thêm một cái cây ọt, anh có cây ọt thì muốn giao lưu mà không có biết sao có thể gặp. Dạ. Thì biết đâu thông qua những cái video clip như thế này anh có thể hội ngộ với anh đó để mà giao lưu sao? Đúng rồi, anh cũng muốn giao lưu có nhiều anh. Duy Nghiễn hả? Duy Nghiễn hả anh Dũng? Đúng rồi. Mình có nghe nói tới anh đó mà mình có thấy anh chơi rồi. À, cũng hay. Lúc đầu mà tập nó khó lắm không anh Dũng? Mà đến thời gian bao lâu thì anh mới có thể thành công được như thế này? Chờ mình chút. Dạ, tại vì mình nói ra điều này thì mình sợ mình nếu mà nói là các bạn thứ nhất không tin, và thứ hai là mình lại mang cái tiếng là giống như là cái gì đó ngạo mạn á, cho nên đôi khi có những điều mình không muốn nói. Alo 1 2 3 4 alo. Ồ, đây là cái mic gắn ngoài sau ha. Anh này bắt qua cái để anh bắt cái này, bắt cái giọng nói của anh được, giọng ca của anh được, cái lo. Trong cái đó giờ mình gắn bật cái trống lên. Phải nói là đây là một cái dàn nhạc mà có 102 ở Việt Nam luôn á. Ngoài cái anh Nguyễn gì đó, anh Dũng nói thì em là lần đầu tiên thấy được như thế này ở ngoài đời thật nè. Để thực hiện cái đam mê như thế này đối với anh nó có khó lắm không anh? Khó chứ anh, nó khó ngoài cái vấn đề mình chế tạo điều kiện tập luyện, rồi nó khó còn vấn đề mà nhân và an sinh của mình, của cuộc đời mình nữa chứ không phải về không. Tại vì nó gắn liền với bây giờ đâu có cái người phụ nữ nào họ chấp nhận là các bạn mà cứ suốt ngày mà nhạt nhẽo vậy, đâu ai chấp nhận. Dạ con cảm ơn chú. Khó về tài chính nữa đúng không anh? Tài chính nữa, con người, quan trọng là con người á. Ờ. Mà em nhìn anh là thấy một cái tính chất nào đó rất là lãng tử khi mà anh cùng một cái đầu tóc ở ngoài sau và đội cái nón cực kỳ đầu hoa luôn. Cái nón này là do bữa đi diễn ở bên Coffee H2O á. Ờ. Người ta cái anh đó anh tặng. Dạ, anh chủ quán tặng. Nhưng mà bác là thấy anh Dũng ở ngoài đời thật chưa? Dũng thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Không, mình có mạng á. Mạng người thấy cũng hay lắm. Alo. Giờ ca vừa đời vừa lo dịp rồi đến góc nay có thấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì chú là thấy cái trần nhà nó dài chưa? Chưa. Đây thấy lần đầu tiên. Lần đầu tiên thấy trên mạng, hôm nay ở đây là sự thật là thứ hai đó. Chắc là tên em này luôn mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà câu hỏi chú là chú sẽ có hứng, có cảm thấy là rất vui khi được gặp chuẩn bị anh này biểu diễn ngoài đời thật không? Đâu, rất vui, rất hân hạnh. Rất hân hạnh. Mình thấy được mạng luôn mà mình chưa thấy chưa đặt ngoài đời, có ai thấy chưa đặt ngoài đời, thấy một trang lên ngoài đời, tình vậy. Dạ. Đây một trong khán giả của anh này anh Dũng. Rồi, cảm ơn chú nha. Nói chung là anh có mở mạng anh coi đó. Hay lắm. Dạ, cảm ơn chú. Vừa ca mà vừa nhạc rồi, vừa nghiệp hát vừa nghiệp rồi nè. Lúc nãy anh nói là nguyên cái vàng này là tổng cộng trên cơ thể của anh là bao nhiêu ký? Anh quải trên cơ thể của anh á. Mình nghĩ chắc cũng mười mấy ký, 14, 15 ký. Ờ. Anh cầm giúp em cái dây này. Đừng có để tôi mất dấu nha. Ờ, đây là cái dây mà nói nè. Như em
Dũng, Nguyệt Ca, anh Nguyệt Ca. Mình phải cầm theo chứ. Đây. Dũng Thanh. Ôi. Một nghệ sĩ thật thụ đúng, nhìn cái mái tóc thôi, nhìn cái cách của, cái trang phục của anh thôi là thấy. Mấy cái giày vừa. Nhiều khề lắm. Mình phải chạy liên tục. Ôi ôi đôi giày nè. Đôi giày này có 102. Đôi giày cũng chế luôn. Ờ. Chế mà. Ca giờ đời luôn hai nhớ. Nếu như mà không có đôi giày này thì anh đâu có là đàn được. À, đâu đánh trống được. Đôi giày đó là quý hơn mấy giày xịn luôn. Đây anh tự thiết kế vô nè cô bác, anh dở cái chân lên anh Dũng đó, thấy không cô bác không chị, để suy nghĩ ra được những cái như thế này. Rồi nữa cái dây là chế theo cái chiều cao của anh á, những người mà cao hơn cái dây nào cũng được. Ở đây quán cà phê người ta sẽ coi rất là nhiều luôn á. chú giúp con cầm con đây anh. Nó khổ cực kìa đó các bạn thấy không? Đâu cái dây này đâu mất tiêu rồi. Không hết luôn á. Nó rớt hoài luôn các bạn ơi. Mới mua cái này 50.000 mà thấy sao nó bị rớt hoài. Chế là thôi, lấy cái kẽm cột rồi. Để mà chơi được một cái đàn guitar thôi là cũng khó rồi, đúng không? Ngay cả vừa đánh trống mà anh vừa đàn, ngay cả chú đằng kia cũng còn đứng lại nghe mà. Rồi anh rút mình cái dây này. Đây. Rút ra ngoài. Đây à. Rút cả rút ra, okay cho nó vừa. Bị lòn vô đây. À. Này là nó là quýnh cái hai hát nè. Ồ, đeo vô luôn. Đâu anh quánh hai hết đó cho em coi. Nghe bắt đầu sung rồi đó, sung máu rồi. Thôi chuẩn bị rồi chờ bắt đầu đấy. Đây chú bên đây còn đứng lại một coi xem mà. À chú. À, ta nói là nghệ sĩ hay thì mới có người xem đúng không? Đam mê như anh Dũng có với một cái nghệ danh là Nguyệt Ca đó. Sân khấu của anh là những cái con đường, những cái hè, những cái đường phố như thế này. Anh không cần một sân khấu lộng lẫy nhiều đèn hoa đâu. Và đối với anh thì sân khấu đó chính là nơi nào anh cũng có thể biểu diễn được. Chơi đẹp, đem gắn đi qua đây chơi vậy. Rồi ok anh. À, buổi sáng chủ nhật người ca đi vòng vòng khu phố thì tới đây 17 bến xe thì có lẽ là giống như là muốn cho mình đứng đây chơi chút hay gì đó, thì lát chơi xong các anh chị biết chỗ nào có xe chỉ cho mình đến nhà thì tới làm việc khu phố. Và trước hết xin lỗi các anh chị nào nếu mà không thích âm nhạc tiếng ồn thì cũng cho phép xin lỗi. Và một ca khúc được mang tên gì đó. Cái bài đầu tiên hơi trăm năm không quên đi cho nó quen nhạc trước đi ha, lát chơi thêm bài. Em gỡ cái trang ra đi ha, cho nó đẹp khung hình. Vướng gì?
lòng đi bên cây bóng nắng người tình ngày nào đâu thấy. Quá hay. Ôi khán giả đằng sau vỗ tay luôn kìa. Anh có muốn nghe thêm một bài nào nữa không? Ca muốn giới thiệu đến một ca khúc mới mới tập được. Thằng bạn nó kêu mày cố gắng mày tập 50 bài tiếng Anh kia, còn tao tập 28 năm rồi mới có được một bài, chưa được. Để mà quải cái này thôi thì thấy nó sự cồng kềnh, và hát thì nó sự chi phối của cái não mình. Đôi khi thì tay anh làm việc nè, chân anh làm việc nè, não anh làm việc, và cái miệng của anh làm việc, có nghĩa là những cái giác quan của anh thì nó đều làm việc hết. Đúng rồi. Và cái chân của anh á thì khi anh vừa nhịp nè, anh vừa đánh mà cái điệu của anh nhảy rất là hay, anh có thể cái chân của anh có thể làm lại một vài động tác. Chẹt qua cái là nó chẹt một cái rồi chế. Dạ. Có nghĩa là anh giống như là anh vừa khiêu vũ luôn á. Anh vừa toàn thân luôn mà. Rồi toàn thân. Ok. Tiếp theo mời bà con cùng nghe ca khúc được mang tên Alo. Mình thấy cái dây này em kéo gì mình nhập. Dạ ok anh. Xin giới thiệu với anh chị em một nhạc phẩm tiếng Anh được mang tên Don't Let Me Down. Có thể người ca hát không đúng lời, mong bà con thông cảm. Oh,
for the first time. Dũng ơi, anh Dũng. Em gửi anh thử cái bài hát cực kỳ hay của anh. Em để đây nha. Ok, cảm ơn bạn. Rồi. Em thích nhất là cái chân anh nhảy đó. Okay. Cái chân anh cực kỳ hay. Ví dụ anh dở sao anh Dũng? Anh dở sao đâu? Dây em buộc cái dây này. Cái dây này là nó nối liền với cái dây bass và nghe cái bùm nè. Vậy cái đinh nè. Dạ. Thấy không? Thì đồng thời nó sẽ nối với cái dây cymbal nè. Dang chân ra cái dây cymbal nó cùng trong cái chân phải luôn. Có nghĩa là cái trong chân phải mình, nó có mình, hai sợi dây. Mình anh Hoa cầm giùm em ấy. Có nghĩa là mình dậm cái gót bên đây đúng không? Dậm cái gót bên đây là dây bass đúng không? Dây bass. Đồng thời bên đó cũng là cái dây để bên sèn đấy luôn. Mà sèn cái nè. Rồi, nó không sèn đúng không? Sèn nè. Có nghĩa là gì vậy đúng không? Đâu anh dậm kìa, giờ em dậm. Hèn chi là cái chân của anh khi mà anh dậm á, em thấy không phải là một chỗ mà nó phải dang ra, dang ra để bên đây nó có một cái. Bị vướng như gì cái dây nó kẹt cái chèn á, cái dây đó. Nó vướng gì kéo ra cho mình cái. Dây này hả? Đây không? Không có dây mà nối với cái chèn nè. Này đây. Không phải. Cái dây của cái cymbal đó. Cymbal là trên này đâu phải không? Cái bên phải, cái chèn bên phải. Nó bị cái dây cái gì vậy? Vướng gì vậy? Không, em thấy nó bình thường mà. Ok, thôi được rồi. Được chưa anh? Ok. Quá hay ha. Rồi, ok. Chắc dạ là mình bỏ đây. Bỏ dàn xuống đi ha. Bỏ dàn xuống đi ha. Dạ. Bỏ dàn này xuống đi ha. Chơi hai bài rồi mình bỏ xuống mình nói. Rồi được rồi. Nói. Là chắc có lẽ là cho anh Dũng anh cũng mệt rồi. Nữ là nãy giờ chơi thì cái chiếc xe vẫn còn lủng bánh á. Dạ, có một hồi nhảy nhảy trần nè. Vừa ca mà vừa thổi kèn. Rồi đánh trống, rồi đàn, rồi bass chép đồ đầy đủ hết luôn á. Rồi chắc có lẽ là anh phải ngưng một thời gian để cho anh nghỉ ngơi lại. Nói chung cái này thì mình cũng không có chơi lâu được, mình chơi giải trí thôi, mình chơi nhiều quá đông ra thực sự nó cũng nhạt. Đúng rồi anh, dạ chơi rất vui luôn á. Dạ. Món ăn tinh thần mà. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ xuống sao? Bỏ xuống sao? Khoan. Cường thì mình sẽ... hai cái dây đâu em quải nữa anh, cái hai là cái này nè, nó bị kẹt nè. Đâu, để em quải nữa cái anh. Từ nè cái dây này nó kẹt. Tay em quải nha. Rồi, móc ngay lên nè để cho nó khỏi lộn dây nè. Em đánh trống mãn. Rồi em quải được chưa anh? Tới tiết mục đập ra, đập vỡ cái ra. Đập vỡ cái trống luôn á. Đứng lên đi. Đây. Rồi. Cái này thì cái độ trồng trền nó cao quá, nó rất là cao luôn. Và khi mà nó cao như thế này á, mình đứng không vững thì cái này nó dễ bị nghiêng ra lắm. Ngay cả mình thăng bằng cái trống như thế này nè là đã khó rồi, nó nói chi. Đúng rồi. Mà thăng bằng nó là nó tạo ra cái âm thanh của nó khác nhau nữa, có nghĩa mình nghiêng là cái âm thanh nó khác nhau và mình ngã thôi. Để mà vừa điều khiển về miệng, về thần kinh đó, về tay chân thì nói chung là tất cả các giác quan anh đều phải cùng hoạt động, và để hoạt động được như thế này là một điều cực kỳ khó luôn cô bác quý anh chị, nên thành thử ra là một người nghệ sĩ mà đường phố ước hết người luôn thật thụ giống như anh Dũng là một người mà
làm một cái công việc mà chạy xe để đeo đuổi cái đam mê với lại âm nhạc của mình, là một người khá là hiếm thấy, và anh là một người khởi xướng mà chơi theo kiểu nhạc ở đường phố như thế này. Đúng rồi, mà nó vất vả lắm nha. Mà em chỉ cần đi theo như thế này là thấy cái dàn trống ở trên là nó cứ trong trên à. Đúng rồi, tập nó quen chứ. Đặt người ta có đập dở cây đàn, còn em hồi này chắc làm đi mà không vững là chắc mở luôn cây trống quá anh Dũng. Dập ta, trống quá. Nó sẽ quen chứ. À. Nhưng mà anh tập lâu không anh Dũng? À, thật sự cái này là mình cũng ít tập lắm, nhà mình không có. Đây, cái này là đeo vô ngón tay cái nè anh. Đúng rồi. Không có chỗ tập á. Để đánh cái sèn. À, đánh cái sèn ở trên á. Rất cái khó. Đó gọi là cái simbal. Thôi chắc không cần nói nhiều về cái tài năng của anh Dũng. Nãy giờ chỉ một hơn khoảng 15 phút ở trên cái con đường này. Những người mà họ đi dạo trên đường này nè, rồi những gia đình họ đi vòng vòng ở đây nè, họ đều lắng nghe, đứng đây và lắng nghe anh Dũng để biểu diễn một hai bài hát cho cô bác quý anh chị nghe, thì thấy được cái độ độc lạ của anh nè, về cái độ chịu khó của anh để rèn luyện để có được như ngày hôm nay, và cái tài của anh đó, và đặc biệt là với cái tình yêu âm nhạc như thế này. Anh Dũng ha. Dạ. Anh Dũng có muốn gửi lời nào đến khán giả kênh của em không? Thì mình cũng chỉ có, nói chung thì mình chỉ có mong muốn các bạn cũng có những cái cố gắng, có những cái dù thời gian mà dù mình làm những cái việc nó cảm thấy nó không có nghĩa đi. Dạ. Thì thôi, ví dụ giờ vợ con ở nhà đi nhậu đi nhạc thì thôi, thay vì tại sao mình không tự ngồi nhà mình mày mò cái này mình làm, mình chế cho con cái này cái kia cái hay. Em đi ngoài đường thì người ta tưởng đâu em là một người lang thang đường phố chứ không phải là nhạc sĩ đường phố nghe anh Hoa. Còn anh Dũng đó, ngay cả cái đầu tóc của anh Dũng á, cầm lên em quải lên cây đàn thì nó vẫn không giống. Anh thấy khác biệt rõ ràng không? Thật ra nó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi, chứ cái tâm hồn mình âm nhạc có nằm ở trong cũng đâu ai thấy được. Có người nhìn như cũng bày thầy này kia mà họ rất là tâm hồn, họ rất là âm nhạc. Sau lần gặp được cái chú Hoàng ở Cần Thơ với lại anh Dũng ở đây thì mình mới thấy là cái niềm đam mê thì nó bất tận, và khi mà mình đã thật sự đam mê thì dù khó khăn như thế nào cũng thành công. Không ngoài ra anh bổ sung nữa, có chú gì đó ha. Hả? Chú gì chơi đàn á? Chú gì chơi đàn là chú Phước. Chú Phước nó bị đam mê, anh rất là ngưỡng mộ và thích cái chú Phước. Chú Phước là thật sự là người đam mê âm. Chú Phước là không cần vật chất, chỉ cần được sống với âm nhạc là được. Nếu mà đã liệt vô là phải liệt vô chú Phước nữa. Chú Phước là anh thấy lấy là rồi hạ xuống nặng rồi, đẩy xuống. Chắc có lẽ là mình với lại anh Dũng kết thúc ở đây. Cái bài rồi. Rồi sau đó thì mấy anh em sẽ trò chuyện uống cà phê rồi sau đó sẽ về. Chưa phải vá cái xe. Ông về trước đi tôi dạ, kiếm. Vá, đâu có vá xe với anh chứ. Đi chung với anh. Gấp Got Talent. Gấp Got Talent đã tham gia rất là nhiều lần rồi. Rồi thôi chào anh Dũng nha. Rồi, đi vá okay. Xe.